Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, số ca mắc mới mỗi ngày đều tăng cao, khiến hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải. Thực tế thì rất nhiều F0 đang điều trị tại nhà khá lo lắng khi tiếp cận được với y tế cơ sở. Trước thực tế này, một nhóm các bác sĩ quân y đã tình nguyện tham gia tư vấn và điều trị online miễn phí cho các F0. Nhờ vậy mà rất nhiều bệnh nhân đã được hỗ trợ về mặt thông tin, an tâm điều trị tại nhà. Mời quý vị hãy cùng theo dõi, ghi nhận ngay sau đây. Hít sâu này, ngậm miệng này, hít vào mũi này. Hít tối đa cho phổi mình nó nở ra, các phế nang nó giãn ra. Vì nó khi nó bị viêm là nó bị virus tấn công, rồi là các cái phế nang của mình nó bị dính lại với nhau. Thì bây giờ mình phải hít thở này để cho nó thở mạnh nhá, để cho nó giãn các cái phế nang, nó giãn phổi ra. Một buổi tư vấn online miễn phí của tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn với những bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Anh cũng chính là người đã thành lập nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà. Các F0 khi điều trị tại nhà thì rất là thiếu thốn các thông tin. Đó, do đó thì là khi mà quay trở về và khi Hà Nội bùng dịch trở lại thì mình đã có cái ý tưởng là sẽ phải lập một cái nhóm để làm sao để hỗ trợ được cho nhiều người hơn. Và thứ hai là có thêm nhiều bác sĩ tham gia hơn để cùng hỗ trợ cho một F0 thì sẽ tốt hơn. Cả nhà em là có 5 người. Bố bạn 1951, dạ bà nó bà ngoại ạ, sinh năm 1950. Lao phổi anh ạ. Lao phổi. Đã tiêm rồi. Bà đã tiêm đủ 2 mũi vaccine chưa? 2 mũi vaccine rồi ạ. Astra hay Pfizer? Astra. Chỉ sau vài ngày thành lập, nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều y bác sĩ khác cùng tham gia đồng hành. Đến nay, nhóm tư vấn online của bác sĩ quân y đã thu hút được hàng chục ngàn lượt theo dõi. Ngoài đảm bảo công việc tại bệnh viện, công việc gia đình, mỗi ngày một bác sĩ trong nhóm có thể tiếp nhận từ 30 đến 50 cuộc gọi điện thoại. Và để có thể đảm bảo túc trực 24/24 giờ trên mạng xã hội, kịp thời tư vấn online, họ đã phải sắp xếp, phân chia thời gian hợp lý. Hàng ngày là phải họp nhóm để xem là người nào mà rảnh giờ nào, người nào là rảnh giờ kia, thì từ đó mới phân công nhau ra là ai phụ trách việc này, ai phụ trách việc kia. Cái thứ hai là sẽ phân chia theo lĩnh vực nữa, là để phân chia các F0 ra, tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau, thì các F0 liên quan đến chuyên ngành đó thì sẽ hỗ trợ bởi bác sĩ đó, thì sẽ được chia được luồng thông tin ra và các F0 sẽ được chăm sóc kịp thời hơn. Và chúng tôi sẽ phân chia các bác sĩ duyệt bài và phản hồi ngay trên cái group đó. Tuy nhiên, đối với những cái trường hợp mà cần phải điều trị, cần phải kê đơn cụ thể thì chúng tôi sẽ kết nối qua số điện thoại, qua Zalo hoặc qua Messenger để khám bệnh nhân cụ thể hơn, tư vấn trực tiếp đối với từng bệnh nhân một. Nhà có 4 người nhưng có tới 3 thành viên mắc COVID-19 khiến anh Nguyễn Việt Phong không khỏi lo lắng. Trong lúc hoang mang nhất, anh Phong đã nhận được sự tư vấn của bác sĩ. Nhờ vậy, sau 6 ngày tự điều trị tại nhà, đến nay anh đã nhận kết quả âm tính. Sức khỏe của người mẹ và người vợ mới sinh cũng tốt lên từng ngày. Rất may mắn là nhận được cái sự tư vấn hỗ trợ từ các bác sĩ bên quân y. Thấy đây là cái nhóm ở đấy thực sự rất là tuyệt vời và rất là cần thiết cho những các cái F0 mà chưa có nhiều kiến thức như mình. Thì ngay giai đoạn đầu tiên đã nhận được cái sự tư vấn và để điều trị đúng cách thì nó giúp cho bệnh thuyên giảm. Dù thời chiến hay thì bình, những người chiến sĩ vẫn nỗ lực không ngừng để hỗ trợ cho đồng bào, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước kẻ thù là dịch bệnh vô hình, một lần nữa, những bác sĩ quân y lại hết mình bảo vệ tính mạng người dân để giải đất hình chữ S thân thương sớm bình yên trở lại. Thưa quý vị, do số lượng F0 tăng nhanh dẫn đến nguy cơ quá tải tại các cơ sở y tế, thủ đô Hà Nội đã lên phương án huy động lực lượng bác sĩ tình nguyện viên đến chăm sóc, tư vấn và điều trị kịp thời cho các F0 tại nhà. Theo đó, thành phố đã thiết lập tổng đài 1022, huy động khoảng 4.000 bác sĩ và các tình nguyện viên chăm sóc F0 điều trị tại nhà. Cụ thể, Hà Nội huy động khoảng 4.000 bác sĩ và tình nguyện viên. Ngoài hệ thống y tế của thành phố, các bệnh viện trung ương, y tế tư nhân thì đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu, tình nguyện viên là sinh viên đến từ trường y cũng được huy động. Mạng lưới thầy thuốc đồng hành cùng đội ngũ tình nguyện sẽ tham gia cấp phát thuốc đến tận tay người bệnh. Bên cạnh đó, Hà Nội thiết lập tổng đài 1022 đồng hành cùng F0, tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa cho các ca bệnh. Hà Nội cũng khuyến khích người dân tự test nhanh kháng nguyên để phát hiện bệnh. Khi người dân tự xét nghiệm có kết quả dương tính sẽ được xác nhận lại kết quả dưới sự giám sát của nhân viên y tế tuyến cơ sở. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố đang điều trị cho gần 30.560 bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, 20.404 trường hợp F0 đang được theo dõi và cách ly tại nhà.
Trước thông tin về số ca nhiễm mới trong ngày 2 tháng 1 trên địa bàn lên tới hơn 1.800 ca, thành phố Hải Phòng khẳng định đã có sự nhầm lẫn về số liệu. Còn số nhiễm trong ngày thực tế chỉ ở mức hơn 500 ca. Lý giải về sự nhầm lẫn khiến số ca nhiễm mới trong ngày tăng vọt, một thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, hiện nay có tình trạng các lab xét nghiệm báo cáo danh sách bệnh nhân dương tính về Bộ Y tế, các khung giờ khác nhau và để dồn số liệu, do vậy tình trạng số liệu trên bản tin quốc gia không khớp với số liệu ca nhiễm thực của thành phố. Đặc biệt tình trạng để dồn như ngày hôm nay khiến số ca nhiễm trong bản tin quốc gia báo lên 1.804 ca. Cũng theo vị lãnh đạo này, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra nhầm lẫn, mà trước đó, theo bản tin của Bộ, số ca nhiễm ở Hải Phòng ngày 1 tháng 1 là 116 ca, nhưng thực tế là gần 500 ca. Trước tình hình nói trên, để thống nhất về số liệu báo cáo và kịp thời, thành phố giao cho CDC Hải Phòng thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống lấy mã số ca bệnh quốc gia. Các lab sẽ xét nghiệm khẳng định gửi danh sách các trường hợp dương tính. Các đơn vị y tế trên địa bàn gửi danh sách các trường hợp dương tính bằng test nhanh trong ngày về CDC trước 12 giờ hàng ngày để CDC có thể tổng hợp khai báo lấy mã số bệnh nhân. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, sau nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về một số các chính sách đặc thù chống dịch COVID-19, trong đó đã tháo gỡ một số các điểm nghẽn thủ tục nhằm sớm sản xuất thuốc chứa hoạt chất Monopiravir tại Việt Nam. Ngày 5 tháng 1 tới, Hội đồng Tư vấn cấp giấy phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế sẽ họp nhằm xem xét cấp số đăng ký cho 4 loại thuốc chứa hoạt chất Monopiravir cho 4 công ty dược phẩm trong nước. Trong số 4 công ty này, có một đơn vị đã có đủ nguyên liệu sản xuất trên 4,7 triệu viên thuốc chứa hoạt chất Monopiravir. Bộ Y tế cũng cho biết vừa qua có 10 đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký cho thuốc chứa hoạt chất Monopiravir nội. Ngoài 4 đơn vị được xem xét trong tuần này, 6 đơn vị đang bổ sung hồ sơ để xem xét cấp vào đợt sau. Bộ Y tế cũng cho biết, đến nay có một số các quốc gia như Pháp, Anh, Cộng hòa, Dân chủ, Nhân dân Lào cấp phép lưu hành cho thuốc chứa hoạt chất Monopiravir. Tại Việt Nam, thuốc này cũng đã được sử dụng tại gần 50 tỉnh thành bắt đầu từ tháng 8 vừa qua, thông qua chương trình điều trị có kiểm soát do Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thực hiện. Sau Monopiravir, còn một số các loại thuốc khác cũng sẽ được xem xét cấp phép theo quy định mới. Nhiễm COVID-19 hay trở thành F0 có lẽ là cụm từ mà ai cũng e ngại và sợ hãi, nhất là vào thời điểm năm 2020 khi mà chúng ta chưa có nhiều hiểu biết về virus SARS-CoV-2, hay như khi dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam với nhiều ca nặng, nguy kịch và tử vong. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phần vì người dân đã hiểu rõ hơn về bệnh cảnh, có thêm nhiều kiến thức để phòng chữa bệnh, phần vì chúng ta đã bao phủ được vaccine, nên những người mắc bệnh COVID-19 thay vì bi quan, sợ hãi, họ đã lạc quan, tin tưởng hơn. Trong phóng sự ngay sau đây, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn đến một khu thu dung điều trị F0 để cùng gặp gỡ các bệnh nhân F0 để cùng lắng nghe câu chuyện của chính họ. Cả gia đình anh Nguyễn Thanh Hải nhiễm COVID-19. Trong 7 ngày cách ly điều trị ở trạm y tế lưu động đặt tại ký túc xá trường đại học xây dựng, gia đình anh thường xuyên quay clip vui nhộn để gửi về cho họ hàng hai bên. Là một người trẻ có nhiều thông tin về bệnh COVID-19, nên anh bình tĩnh đón nhận và cả nhà vui vẻ vào khu điều trị. Triệu chứng thì nó cũng đau đầu và mất vị giác, mất khứu giác, mất vị giác. Thì sau khi lấy bác sĩ điều trị xong thì bây giờ tất cả cái đau đầu hay là ho đỡ rồi, và thứ hai là cái khứu giác, vị giác đấy lại rồi. Sức khỏe tất cả gia đình đều rất ổn định. Tất cả các em nhỏ ở đây, chứ không phải riêng nhà mình, được bác sĩ chăm sóc rất tốt, là hàng ngày kiểm tra sức khỏe, hỏi han, nói chung là cần gì bác nghĩ bác sĩ sẽ đáp ứng hết cái nhu cầu của mình. Thật ra là mình không lo lắng lắm, tại vì gia đình mình đã tiêm 2 mũi rồi. Thì tất cả đều rất lạc quan, không có ai có vấn đề gì về tâm lý cả. Tại vì tất cả 2 mũi, thứ hai là mình được có y bác sĩ nhiệt tình từ phường cho đến điểm thu dung Đức Giang này đều rất tốt. Khác với hình dung của nhiều người, F0 phải mệt mỏi nằm trên giường theo dõi hay nặng hơn là các loại máy móc cắm vào người. Nhưng trên thực tế, trong trạm y tế lưu động, người lớn thì làm việc online, trẻ em thì học trực tuyến. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ là ở một địa điểm khác. Không chỉ người trẻ, những người cao tuổi, người có nguy cơ cũng lạc quan, tin tưởng sẽ sớm khỏi bệnh. Trưởng phòng của phòng bệnh này là một người đàn ông 60 tuổi,
Hàng ngày ông cùng các F0 tổ chức văn nghệ để tạo không khí vui tươi. Đầu tiên vào cũng có ho, rồi cũng có tức ngực, rồi cũng có người thì sốt, nhưng bản thân tôi thì nó nhẹ hơn. Đội ngũ y bác sĩ ở đây ấy, là động viên, anh em cảm thấy tức là rất là thoải mái. Thế từ đó thấy tinh thần mình là nó cũng không có gì là cái bệnh này nó là ghê gớm quá, mà chủ yếu là cái tác động tâm lý. Cái tác động tâm lý này mình coi bệnh tật này nó là bình thường thì là nó sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Trên thực tế hơn 80% F0 là không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Cùng với đó hiện nay chúng ta đã bao phủ vaccine nên số ca chuyển nặng cũng ít hơn trước đây rất nhiều. Tinh thần lạc quan, luôn tin tưởng mình sớm khỏi bệnh cũng là một liều thuốc tinh thần để người mắc bệnh COVID-19 sớm bình phục. Khỏi được bệnh, trở bị về nhà, đấy là một cái may mắn nhất cho mình. Rồi cũng mong tất cả bệnh nhân ở đây là cũng như mình được may mắn và được trở về nhà sinh hoạt bình thường với cộng đồng. Bản thân tôi có một cái kỷ niệm là rất yêu mến và rất quý trọng là những cái đội ngũ người ta vất vả ngày đêm lo lắng cho bệnh nhân như thế này. Trong thời gian này thì Hà Nội mình rất nhiều cái F0, thì bây giờ ai cũng lo lắng nhưng mà cũng không phải lo lắng quá, rất là mình đã tiêm rồi. Thứ hai là các y bác sĩ từ cho phường cho đến các điểm thu dung như mình thực tế đây thì đấy rất là ổn, thành ra không phải lo lắng gì cả. Gần đây với biến chủng Delta, hầu hết các F0 sau 7 ngày theo dõi và điều trị đều âm tính và được trở về nhà. Hôm nay, cả gia đình anh Hải được chứng nhận khỏi COVID-19, lên xe chuyên dụng để trở về căn nhà thân thuộc. Chuyến xe chở F0 ra khỏi trạm y tế lưu động, đem theo cả những trải nghiệm, những kỷ niệm vui buồn khó quên của họ trong năm 2021. Thưa quý vị, ngày hôm nay nhiều khu vực tại Bắc Bộ đã hửng nắng với nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C. Dự báo các ngày trong tuần đầu tiên của năm 2022, miền Bắc phổ biến với hình thái sáng sớm có sương mù, trưa chiều nắng, trời rét, cuối tuần mưa nhỏ một vài nơi. Miền Trung có mưa rào rải rác, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa. Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội hôm nay, mùng 3 tháng 1 cho đến ngày mùng 5 tháng 1, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, trời rét. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 1, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ ngày mùng 8 tháng 1, có mưa vài nơi, riêng đêm mùng 8 đến mùng 9 tháng 1, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Đà Nẵng đến Bình Thuận, hôm nay đến mùng 4 tháng 1, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mưa rào vài nơi, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Đêm mùng 4 đến mùng 6 tháng 1 có mưa vài nơi, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày mùng 7 tháng 1, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Tây Nguyên tuần này phổ biến chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nam Bộ tuần này phổ biến chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo gió đông bắc đang hoạt động mạnh tại vùng biển các tỉnh miền Nam, có thể đẩy nước từ cửa sông vào sâu bên trong gây ngập nặng trong kỳ chiều cường đầu tháng Chạp. Trong ngày mai và ngày kia, chiều cường sẽ đạt đỉnh. Người dân tham gia giao thông, đặc biệt là khi đi qua các tuyến đường trũng thấp ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh cần phải hết sức chú ý tình hình chiều cường. Từ ngày hôm nay, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai dâng cao. Tại trạm Phú An, Nhà Bè, mực nước có thể lên đến 1,57 đến 1,63 m, sấp xỉ báo động 3. Tại trạm Thủ Dầu 1, mực nước đỉnh chiều dao động ở mức 1,65 đến 1,7 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,05 đến 0,1 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều trong ngày từ 4 giờ đến 6 giờ sáng và từ 16 giờ đến 18 giờ chiều. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định mực nước tại ven biển Nam Bộ có xu hướng tăng. Những ngày tới, thủy chiều dâng cao kết hợp với gió mùa, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Hai tuyến đường có nguy cơ ngập nặng nhất là Lương Định Của ở thành phố Thủ Đức và Huỳnh Tấn Phát quận 7 và một số tuyến đường ngập nhẹ như Nguyễn Văn Hưởng, sát lộ Hà Nội, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn. Thưa quý vị, hơn 3 tháng qua, hàng chục hộ dân ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ăn ngủ không yên vì nạn chiều cường, sạt lở đe dọa nhà ở.
Mỗi khi thời tiết biển chuyển xấu gây ra chiều cường thì những người dân sống trong khu vực sạt lở lại ra bờ biển canh sóng. Kể từ sau bão số 9, sóng mỗi lúc cao dần đổ dồn về thôn Phổ Trường, xã Nghệ An. Nhiều con sóng mạnh hất tung các tảng đá kè tạm, uy hiếp các khu dân cư. Mặc dù chính quyền địa phương đã đưa người dân đến nơi an toàn, nhưng lo ngại sóng lôi nhà ở, nhiều người trở về và chia thành từng tốp ngồi theo dõi sóng. Sóng rất là cô, theo như em được biết là sóng nó có thể là cô hơn đầu em luôn. Và nó cuốn đi những tọn đó mà xe đưa xuống là nó cuốn đi vô trong đường hết. Và khi em ở đây thì em rất là lo lắng, sợ cứ như là sóng nó sẽ vũ vô nhà mình vậy đó. Người dân ở đây là sợ nhất, là quan mơn nhất là cái tài sản của người dân là họ ở vùng ven biển. Nên từ đó có gì là nói chung là phải thức tráng đêm rồi, cũng phải thức rồi. Thì những người dân ven biển mà để canh chừng là họ thức rồi, nên là rất là sợ. Nên tôi là người dân sống ở đây tôi biết được là hiện tại thị trường nó rất là tốt.